Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện gì cũng biết và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày. Phương Mỹ Chi chúc mừng sinh nhật Quang Lê sau tin đồn mâu thuẫn. Phương Mỹ Chi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Quang Lê sau ồn ào mâu thuẫn khi nữ ca sĩ quyết định rời công ty sau 6 năm gắn bó. Sao Việt 17 phần 1. Phương Mỹ Chi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Quang Lê sau ồn ào mâu thuẫn, cô viết trên trang cá nhân. Chúc mừng sinh nhật cha không già, lắm kính yêu. Mạc Văn Khoa khoe ảnh chụp chung với cầu thủ Quang Hải. BB Trần và Hải Triều khiến người hâm mộ thích thú với bộ ảnh Tết giả gái, loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của người hâm mộ. BB Trần hài hước viết, chỉ còn 9 ngày nữa thôi là Tết rồi. Mọi người chuẩn bị gì chưa, chứ chị em sò lụa, đã dọn miệng sẵn sàng ăn Tết rồi nha. MC Diệp Chi đau họng khi phải dẫn chương trình một mình. Cô chia sẻ, cười trên môi, nhưng họng đau lắm bạn dẫn không may bị ốm nên mình chi đứng đó một mình ba cuộc olim liên tiếp cuối cùng cũng xong chín chương trình để yên tâm ăn tết ạ à. chúc bạn dẫn chóng khỏe và mong mọi người mặc ấm để đón tết vui nha chi pu xuất hiện nổi bật với trang phục cắt xẻ táo bạo tại một sự kiện cô đăng hình lên trang cá nhân và viết sụt mấy ký lên hình lại ổn hay sao ý chả cần bóp gì xuất hiện tại một sự kiện với vòng một ngộp thở Khiến mọi người đồn đoán có bơm ngực, Hoàng Thùy nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, thực ra do váy hỗ trợ, chứ bình thường không có gì hết, vẫn bức tường thành vững chắc đó ạ. À. Tim đăng ảnh với thân hình gầy gò, gương mặt lạ hoắc đến bất ngờ. Phạm Hương khoe ảnh con trai sắp được 13 tháng. Cô viết trên trang cá nhân, mẹ ơi, mẹ mua gì, mà nhiều thế hả mẹ. Hôm nay mẹ cắt tóc cho mắc, mắc sắp 13 tháng rồi đấy các cô chú ạ, à, nhanh quá. Hiền Hồ viết, đừng đánh mất tình cảm bởi những điều không đáng. Văn Mai Hương đăng ảnh và hài hước viết: "Lâu lắm mới đẹp trai như thế này. Vợ chồng Bùi Thúy Hạnh Khang lê cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện, người hâm mộ tỏ ra thích thú khi Thúy Hạnh cao hơn chồng một cái đầu. Cô hài hước viết: "Em đã được chồng cho phép đi giày cao nhé, nên đừng ai vào bình luận mắng em sao đi giày cao hơn chồng nhiều thế nhá." Thiều Bảo Trâm hạnh phúc khi đứng chung sân khấu với thần tượng của mình là nhóm nhạc BLACKPINK, cô chia sẻ kỷ niệm và dành lời khen ngợi một kỷ niệm thực sự đáng nhớ, không bao giờ có thể quên, được. Vì từ lúc hâm mộ các em, thì, đã có ước mơ, sẽ, được gặp đứng cạnh các em với vai trò là nghệ sĩ, thực sự ước mơ thành hiện thực quá sớm, giây phút đứng ngay sát Rose, vì trước đó em ý tiến tới đứng sát ngay cạnh luôn. Chứ chưa dồn ép, vào giữa như trên hình đâu. Sát lắm ấy, Rose thấy mình nói, hi hey Rose, thì em ý quay sang cười bốn mắt chạm nhau với khuôn mặt thiên thần. Ôi trái tim rụng rời, mình nói thêm câu you are so beautiful, tạm dịch bạn đẹp lắm. Vừa nói, mà trái tim muốn rụng theo, khuôn mặt em ý nhỏ xíu và xinh hơn trên hình rất nhiều luôn ý. Trên hình đã xinh ở ngoài xinh hơn rất nhiều và cực kỳ thân thiện. Trước đó Jisoo tiến về phía mình. Nhìn thấy Jisoo đầu tiên, nhưng chỗ em ý bên kia nên đổi vị trí không đứng gần bằng, nhưng em cũng như thiên thần ấy. Ôi thực sự xinh đỉnh cao. Lisa cũng đứng ngay cạnh mặt em nhỏ nhỏ tròn tròn xinh xắn đáng yêu còn cúi đầu chào mọi người nữa. Vừa sinh lại còn siêu thân thiện, Jenny, thì khỏi nói, sinh, và sang chảnh thần thái nhẹ nhàng đáng yêu. Và lễ phép lắm, dáng nhỏ nhắn cân đối ôi không biết tả sao nữa, nhưng Jenny có chút mệt mỏi nhìn thương lắm. Miu Lê đang hình chụp cùng Ngô Kiến Huy, và một người bạn thân thiết. Thanh Hằng đang ảnh chụp cùng Hồ Ngọc Hà, và viết. Người ta nói tôi với bà hiền lắm. Thanh Thảo cùng con đi chơi xuân. Lệ Quyên đăng ảnh selfie, và viết, đừng ngại thay đổi, quan trọng bạn, vẫn luôn là chính mình. Ninh Dương Lan Ngọc tạo dáng vui nhộn với một, vài người bạn thân thiết. Miko Lan chinh chụp hình thân thiết cùng MC Nguyên Khang, và nói lời cảm ơn, đi làm với người đàn ông của thanh xuân tôi. Cảm ơn anh hôm qua, đã đỡ cho em nhiều mấy, màn di chuyển trên sân khấu do váy e dườm già hột hạt cà na. Cảm ơn a đã, để ý hướng dẫn em, và chăm lo cả tâm sinh lý em từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Võ Hạ Trâm viết chúng ta luôn có những sự lựa chọn cho cuộc đời mình nên hãy cố gắng lựa chọn những điều tốt đẹp nhất cho bản thân cũng như những người xung quanh sống đẹp và làm những điều tốt đẹp là lựa chọn của trâm các bạn thì sao hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này